Rồi, tiếp tục thêm một phần thử trải nghiệm team cho Lê Thần nữa, coi team nào là đỉnh của chớp. Hồi nãy là team team có Sarah Bennett ăn team Mona Bennett. Ăn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cả Bennett luôn. Sẽ đưa cả Sarah và Mona. Một hai. Bỏ Bennett luôn. Đỉnh của chớp nha. À, David còn nhận Ron giúp ba không? Không anh sắp ngủ. Nay cũng khá là úi, sáng anh tính ngủ để anh chim mà vậy. Không ngủ được. Nhưng khá là mệt. Đây nhưng mà chưa ngủ được liền nữa. Up cái stream này anh sẽ làm một số video. Vì hôm nay là phiên bản mới, sẽ có những cái video về ra lời thần và làm nhiệm vụ. Anh xong stream anh sẽ dành thời gian làm video. Rồi, lại. Được em, Sarah sẽ được. À, anh có thể là anh xóa cái stream này, anh sẽ đăng lại những cái test thôi. Stream này anh hay không thoải mái, hay cọc trong stream này, mất hình tượng quá. Nghĩ cứ xài lại lý lo cho an toàn, nó không phải là chị cũng mạnh đâu, cứ lý lo cho phan. Không hiểu tại sao lại có người có ý tưởng là xài ly tấn công nữa, không biết anh phải người đưa ra ý tưởng đó. Nếu mà em muốn dùng ly tấn công thì em hỏi cái người mà đã có đề xuất là dùng ly tấn công cho lên thằng đó. Đồng hồ hay quá nạp vào khoa nhà. Cho nãy giờ những server bí phút của mình sương rơi trong đêm tuyến quá biết. Ôi lỗi thằng lập lẹ kìa. À nếu chơi kiểu này con Sarah trở thành gánh nặng nha. Thì Sarah nạp chậm nhất. Mình phải chờ. Mà thật ra mình không có chờ nổi nó ta. Khỏi chờ cũng được. Chứ mình dùng kêu he. Đang không chờ. Mình chờ cũng được. Ui, cứ nhớ phải dùng nổ. Sarah không cần nổ. Cũng mất bằng kêu he. Lôi thần của bên máy không biết, nhưng mà anh nghĩ là bây giờ cái hướng lôi thần chơi sức bọt nó sẽ nhiều hơn là cái hướng lôi thần chơi đi bếp nhiều hơn là sức bọt. Ra mang tiếng nói còn dùng từ sức bọt thì nó cũng là sức đi bếp, nó là một con gây sát thương thứ hai bên cạnh con đi bếp chính. Nếu em cảm thấy không tự tin với việc một con lôi thần gây sát thương trong team thì em thấy gắn chung với những con đi bếp khác như Eula hay Ayaka. Rồi. Thằng này nữa rồi. Nên tốn nhiều phút vậy. Rồi. Mona Sara. Combo sao? Lôi thần Mona Sara rồi Kazuha. Đi quên. Lôi thần Kazuha Mona Sara. Lên. Bật lên. Bật mắt lên. Bật tán. Luna tham ra lôi thần chưa thấy té rồi
587 ra chí mạng luôn. Không bằng Team Bennett. Không bằng Team Bennett. Lại cái này cho nó chắc kẹo. Team Bennett đã chém 600 mấy. Không có cần chém mấy cái cú sao nữa. Bây giờ mình đi đánh con rồng đi. Con này nó chết rồi. Mình không coi được mấy cái đam sao. Let's go. Xong lên sắp ăn xong cái này lên đắp cho mình xong. 55133 319 vũ khí đoạn thảo trường đao tôi được 5 thánh dị vật. À, hiệu quả nạp dấu ấn, bộ dấu ấn mình 6 thiên phú 9 11. Không cần cái này đâu, cái này nâng vui lên 6 không cần nâng cũng được. Cháu bị lệnh Luna ráng đi, còn 20 ngày nữa. Cái thằng nào cái đồng nữa là xong. Ô oh, ok chưa bật cái là đầy nhộ rồi, chưa giờ chơi một cái con mà nó lã kiểu này. Lúc nào cũng có nọ. Sarah này đầy nhỏ cho tôi đi đánh con rồng. Kuyu Sara Kara Kuyu. Anh chơi cả tối không thấy nhức mắt anh. Anh đâu chơi cả tối đâu gót đất gì. Anh chơi cả tối nào em? Chỉ mới có điện chơi được chút xíu. Có chút còn chơi nó tắt stream còn chơi nữa. Bây giờ chỉ mới làm nóng thôi. Mai có event mới. Nói thằng nhả cái. Bây giờ anh chỉ chơi thôi, còn khi nào mà anh nói về làm video thì xin làm video nói về cái rồi đánh nói cái đánh lộn combo rồi. Wow, chơi luôn 400 chết nhỏ luôn. Nghĩ biết sao thì nó phải ra mạnh hơn chứ, giờ này mà nó không mạnh hơn thì sao nó bán. Anh ơi, là Mona có nên quay tiếp hay đợi canh du? Con canh du nó quan trọng với em hay là thằng quan trọng với em? Cái đó là chỉ có mình em mới trả lời được thôi chứ. Nếu là anh sẽ chọn lời thằng, anh lấy canh du. Sara thì nó tùy theo. Tùy theo mình đi với ai. Nếu như nãy đi với team Bennett thì con Sara thì nó bận Thiên Nham. Mà nếu mà đi với team Mona thì nó có thể bận bận Tôn Thất. Thì em cân nhắc làm sao mà trong những con xúc bọt mình có một con bận Tôn Thất thôi, đừng cho hai con bận Tôn Thất. Thiên Nham cũng vậy. À, thông thường nếu mà Mona đi với Bennett thì Bennett bận Tôn Thất, Mona bận Thiên Nham. Trong trường hợp mà Mona đi với lại
con gì con Sarah. Mà nếu Mona bận tâm thất thì Sarah thiên nha, mà ngược lại mình cứ cân nhắc làm sao mà nó có đủ các loại đồ búp trong một cái team. Tại vì búp thì nó không có chồng với nhau, hai bộ đầu giống nhau nó không có chồng, thì như vậy thôi. Những cái con đó nó không quá quan trọng về đồ chỉ số, nó chỉ quan trọng cái hiệu ứng set để búp. Ê. Ê, chưa 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 không không. Từ 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 đừng có trốn nha. Ừ. Nó đi. Rồi. 600. 401. Đại Thiên nham có tác dụng là tăng 20% tấn công. Búp cho cả team nè, nếu mà sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng cái địch, kỹ năng nguyên tố tức là QE nó đánh trúng địch thì sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật ở trong đội ở gần, tăng 30%. Nhưng mà cái bộ này thì nó cũng không quá tác dụng đâu, tại vì mình bận mình gỡ gạc thêm chút thôi, chứ giờ mình bận tông thất rồi á thì giờ bận gì, nếu đúng ra là bận tông thất nhưng mà lỡ bận tông thất bận gì cho thêm đam. Cái 3 giây nó ngắn, thì nếu anh em bận thích thì bận dấu ấn thì bận con Mona này sẽ gây thêm một chút sát thương nó lớn hơn. Tại vì mình làm gì mình chỉ đi búp không à, mình không có gây cái sát thương gì với Mona này cả thì thấy kệ nó. Nếu anh em mà nếu mà chơi muốn chơi Mona này có sát thương nữa thì cầm cái này. Nếu như mình muốn con Mona có một chút sát thương thì mình bận đồ sát thương cho nó. Mình cái này nó không có quan trọng, nhiều khi nó không ra nữa, nhiều khi nó bị hụt nữa, mình cứ bận đồ hiệu quả nạp dấu ấn gì đó, công thức hay thủy, nếu mình có dư bộ dấu ấn thì mình cho nó bận, dư cho nó bận đi. Ừ, cho nó bận bộ dấu ấn vô thử vậy, hai nào hai công thức thì không có hai nào hai công thức, nó phụ thuộc vô cái mục tiêu của mình muốn bận vô để làm gì, sắp cái vô tiên để làm gì thì bận, không có cái công thức nào cả. Nãy giờ mình ưu tiên toàn bộ sát thương cho con Lôi Thần tại vì mình muốn xem Lôi Thần. Giờ thử cái lo hàng nữa nha. Ê, cái này đánh cái gì? Cái này đánh Sinu đánh rồi. Cầu con ba con Lôi Thần nó quy liên tục luôn. Hiện tại thì anh chơi cũng chưa có biết, anh chưa thấy cái điểm yếu nào ngoài cái việc kén đội hình cả. Nhưng mà cái việc kén đội hình nó cũng không phải là điểm yếu đâu. Vì những người chơi có định hướng rõ ràng hoặc là ta chơi lâu thì nó có đủ hết tướng thì cái đó không phải là điểm yếu. Cái việc mà kén đội hình là điểm yếu với những người không có những cái con tướng phù hợp giống như Kazuha thôi. Sống thì không á, mai ra video, mai ra video đó tướng mình. Ok, bạn xin sống nha. Thấy xin sống thì không. Không, nếu mà test là phải đi đánh con rồng đó nữa, nhưng mà giờ hơi lười đánh rồng quá. Thương sống thiên không vô là bao nhiêu? 1.900. Hai ngàn chín thua 1.000 sát thương đấy, thua 1.000 luôn nha, nhiều 1.000 không còn 1.900. Ừ thì đó, thì bởi ngay từ đầu anh cũng nghĩ là nó là sẽ một là giải pháp thay thế nhưng mà nó không đến mức như vậy đâu, còn bây giờ nó chênh lệch nhau nhiều quá, chênh lệch khủng khiếp. Này chơi gì đây?
Ừ, cái thử luôn, giờ sẽ bận đang đang cầm cái gì, cái ngầm đi không đúng không? Rồi. Sarah Sarah thì hay dễ chết mà. Nói gì bên đấy Sarah đi nhé, đi tại sao mình dùng bên đấy, tại vì đi lao hàng cần heal, ở ngoài kia mình tết rồng lính chơi chơi thì mình có thể chơi trò gọi là vừa Mona vừa Sarah, nhưng mà để vô đây rồi thì Mona đâu được, phải bỏ Mona ra. Có những team nó như những cái team này nó thiết thực hơn cái team mới vừa rồi nè, cái chuyện mà vừa Mona vừa Sarah là không nên làm, vậy người ta mới đi được full sao chứ, đường kia quýnh hết một tầng tầng sau hết máu sao đánh. Aloy hả? Có Aloy không đụng hàng, ai có mà Aloy chưa? Có là lo ừ. Lấy đời để bắn rồi bậy bậy rồi chơi. Không mà thôi anh sẽ up stream nhé. Chuyện đó để mai tính. Rồi vô. Cái con này. Thì cũng được. Ôi rồi, có nó mất rồi. Đó, lụm. Ok bạn. Quy nè. Quy nè. Quy nè. Quy luôn. Yo. Tôi không có thấy cái gì cả. Đây nổi luôn kìa. Cho kìa lẹ. Rơi rồi. Rơi rồi, chờ xíu. Đây đó. Ây ôi nó ok có tan quy ta ra quy luôn, trở thành quy luôn rồi, thằng cái gãy gãy nhanh luôn chứ lúng ruột. Không phải sống ảo nha, đã giác vô tới xa là hàng là không dùng từ sống ảo nữa đó, rất là phê nồi. Rồi ok em quá phê quá căng. Ganh du của mình sao, yêu la của mình sao, mà đến ngày có lại đó nha. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo, học video mới sắp tới anh sẽ đăng video nhiều hơn là livestream, làm lại mấy cái cơ bản cách tính đam rồi cái kiểu con Sarah cầm cung gì mà nó có tấn công căn bản cao càng tốt, tại vì nó búp gì nó búp giờ cho tấn công căn bản. Tỷ lệ tăng tấn công này 73% thì nó giống bên nó đã chỗ là nó tăng bằng cái này nè, cái tăng công màu trắng này, cho nên là mình lên tấn công bản càng cao càng tốt. Nó không biết em vũ cầm vũ khí gì miễn sao tấn công bản cao, thì trong vòng vòng 5 sao thì cây cao thì cái cánh thiên không được trấn vô mia, được trấn vô mia tấn công bản cũng 674. Ê không, có cái nào ngon ta? Nói chung thì cái cánh thiên không là cao nhất. Hai cái này 68 bằng nhau. Thì đang cầm cái thiên không đó. Anh đã nói là cây tấn công bản cao nhất rồi, em còn hỏi tấn thiên không được không là sao? Không hiểu anh trả lời à? Ok. Mở lên coi là biết cái nào cao nhất thì lấy. Thì giống như con Bennett thì nó. Tấn công căn bản thì Bennett nó dùng cây không ứng 674 này mới nó mà 674 được, mấy cái này thấp. Vừa đền bù lỗi mô tả nhưng mà lúc giờ chơi là anh không biết nó có cái vụ drama đó, lỗi dịch thực hay lỗi vô gì
Tất cả những gì anh chơi bây giờ toàn là anh không có đọc chứ luôn. Anh vô bừa anh chơi luôn ấy. Hầu như như nhờ như vậy mới chính xác nha. Tôi cũng có trong cái rủi của cái mai là cái phong cách chơi của anh như vậy nên không bị mấy vô vấn đề là dịch thuật sai hay là dịch thuật lỗi nó hại anh. Mình chơi là mình biết rồi. Mà làm sao đó? Phải đọc, dịch, cố tìm hiểu. Cuối cùng là nó dịch sai nhà đền bù. Lỗi dịch thì sao? Nó dính nó dịch cái gì? Thôi. Anh coi.